Vâng, và tình hình là đã có game đấu giữa OG và Secret rồi. Chúng ta sẽ đến ngay đến game đấu đấy thôi. Không thể chậm trễ với một trận đấu hấp dẫn như thế này được. Không được, đồ tao cũng quan trọng hơn. Ông chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với cả Shanghai Major. OG sẽ chạm trán với Fnatic trong khuôn khổ của nhánh thua. Trong những màn rap đầu tiên thì bên phía của Fnatic họ ban đi Lonrui và IO, Pick Time Hunter và Ulti Hunter đều là những con thợ săn cả. Còn bên phía của OG thì sao? Họ pick vào Our Devourer và Enigma, ban đi Beastmaster, Chen cũng như là Echan, đều là những cái hero thi đấu rất là hay ở cái bản patch này. 5 seconds remaining. Một ban tiếp đi Invoker có vẻ như cái nỗi ám ảnh của game 1, khiến cho OG phải ban những cái hero như Beastmaster như là Invoker đi ngay, không để cho Fnatic có sự kết hợp với hai con thợ săn này được. Nó đi săn mồi thì thôi, đảm bảo là các thành viên của OG cứ tự dưng đang farm lại có một pha check vào đầu, sau đó là một cái toss cùng với một pha sunstrike nữa thì đảm bảo là lăn thôi. Ban Bad Rider đến từ Fnatic khi nhận thấy Moon trình diễn hero này rất là tuyệt vời. Ban cả Spirit nữa. Pick thứ 3 dành cho Fnatic. Và họ đã có một con support là Bounty Hunter, một con offlane Tide Hunter trong tay của Ohio. Sẽ là hero gì đi ở mid? Vâng, pick luôn carry cơ mà. Servant dành cho Mushi. Và bây giờ thì Mushi, anh ta muốn chứng minh rằng Sven không hề yếu những gì Miracle đã làm. Còn OG, nhiều khả năng cao Our Devourer sẽ đi mid trong tay của Miracle. Notail thời gian gần đây anh ta không thường xuyên chơi những con carry như Gyrocopter, như PL. Trong khi mà OG họ triển khai lối chơi, họ thường xuyên là để cho Miracle là con chính duy nhất được farm một cách thoải mái. Và kể cả Notail, kể cả Moon cũng phải trở thành những hero tạo khoảng trống. Pick vào VS và sẽ là một con VS support dành cho Fly hoặc là Crit. Thậm chí có thể đánh VS carry. Rất nhiều team đã từng sử dụng VS đánh ở vị trí carry và tạo khoảng trống cho Our Devourer tối đa. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Tung Fnatic. Reserve time. Để đối đầu với Our Devourer mid thì liệu họ có pick vào một con DP hay không? Nhưng mà DP là kèo chơi được. DP cũng rất phù hợp với những cái lineup mà đánh combat kiểu như thế này. Tide Hunter sẽ có tình huống mà Ravage, sau đó DP đứng ngoài thả ma. Bất chấp cho việc Enigma có Black Hole trúng hay không thì con ma nó vẫn cắn mà thôi. Kèo này đi với OD sẽ có sự trợ giúp của BH, khi mà BH sẽ ram mid khá khá, bởi vì OD trong phiên bản này đi mid rất là khỏe. Nếu mà để cho solo một hero đi mid với OD thì khả năng bị nhét hành vào mồm rất là cao, nhất là khi phải đối đầu với một cái player trình độ khủng như là Miracle vẫn pick vào Puck. Vâng, vào Puck. Puck sẽ dành cho mid 1 đi mid. Felix Void dành cho Moon. Bên phía của OG họ đã có offlaner của mình. Và Void
anh ta sẽ có những tình huống setup để Enigma, để Our Devourer có thể thoải mái ở ngoài sử dụng những cái skill của mình. Ok, đó là một cái lineup mà tôi đánh giá rất là cao nếu như họ thực hiện thành công cái chiến thuật đề ra. Nếu mà có nhỡ như úp nhầm phải Our Devourer hay Enigma thì VS hoàn toàn có thể swap ra được. Vâng, tính luôn cả cái nước mà môn xử lý sai lầm cơ mà. Lượt ban cuối cùng bên Fnatic họ lại ban đi The Razor. Một con Razor có khả năng death và hút dam vào Sven. Ok, vậy là họ sẽ xoay quanh lối chơi là dựa vào Sven. OG họ ban đi Shadow Shaman. Ở cái pick cuối cùng này thì Fnatic họ cần thêm cho mình đó là một con support. Nhiều khả năng thì DJ Chrissy dễ chơi Bounty Hunter. Còn Ned sẽ cần một con hard support thuần là bảo kê cho Sven. Và kèo này tôi nghĩ đến, không, đó là một con Lick. Tôi vừa nói tôi nghĩ đến con Witch Doctor thì họ lại không pick. Không pick Lick cũng được, búp giáp cho Sven. Kèo này là mặc rất nhiều giáp đến từ Sven rồi. Chưa kể đó là một cái tình huống mà nếu như Lick đá bóng tung ulti ra, chúng nó khá khá thành viên, thì bên phía OG cũng sẽ phải lĩnh đủ với cái slow như Dam. Buck sử dụng Dream Coil, Tidehunter ulti và Lick thả ulti, Sven bay và chém lan, vẫn là những cái combo rất là tuyệt vời đến từ Fnatic trong lý thuyết. Đó, phải thêm từ trong lý thuyết. Reserve time. Chưa kể con Lick này nó còn có hỗ trợ khả năng đép trụ dành cho Fnatic khi mà họ xác định game này sẽ là một game khá khá dài với việc sẽ nuôi Mushi đủ lớn. Sven là một hard carry cũng cần thời gian farm. Ồ, cái lượt cuối cùng này thì có vẻ như Fly vẫn đang suy nghĩ khá là nhiều. Họ vẫn thiếu một đi một carry. Nếu như VS đánh thuần support, nếu như không có sự quái dị nào xảy ra ở đây, Slug cũng là một sự lựa chọn nhưng không quá hoàn hảo trong game đấu này. Tại sao? Tại vì có Tidehunter, có Park, có Lick. Cần rất là cẩn thận đến từ Park, đã đến từ Fly khi mà con carry này sẽ quyết định cục diện của OG. Suy nghĩ rất là lâu. Drow Ranger. Drow Ranger dành cho OG. Và một cái đội hình với lượng đam rất lớn đến từ Our Devourer, đến từ Draw Ranger. Rồi cùng với những cái bộ setup cực kỳ đẹp của Void, của Enigma, chúng ta chờ xem OG có lật kèo được hay không. Còn Fnatic, họ có cho mình đó là bộ combo giữa Tidehunter, giữa Puck, giữa Lick, cũng như lượng đam khủng khiếp của Sven tại late game. DJ sẽ đóng vai trò là người lấy tầm nhìn cho bên phía Fnatic trong trận đấu này. Và vẫn chưa connect vào đến từ Mushi thì phải. Hơi lề mề. 10 seconds remaining. Liệu Draw Ranger có phải là một cái pick hợp lý hay không khi lượng núc đam đến từ Bounty Hunter, đến từ Puck, đến từ Lick ở khoảng thời gian đầu game là rất lớn. Đối với con Bounty Hunter, đối với con Draw Ranger, xin lỗi các bạn. Đêm muộn rồi, bắt đầu nói nhầm, nhìn nhầm. Rất là quan ngại ở đây khi có một cái quát cắm trông có vẻ hơi hoang đường. Và Fnatic họ kéo đó là mid one, đó là DJ, và khu vực Runebot.
DJ ngay lập tức sử dụng tàng hình, và anh ta sẽ có những cái màn mà cắm watt công, sẽ là cắm watt công, lợi dụng cái lợi thế invi này, cắm watt ở mid để có thể công vào lên mid, hoặc làm cái watt công lên bot, thậm chí là như thế, cắm sentry ở đó để có thể block cái game này của Miracle. Ok thôi, cũng là một cái lựa chọn hợp lý đến từ Fnatic. Và Notale cùng Creed đang ở đây, nhưng liệu họ có ngửi thấy mùi của Bounty Hunter không? Thanh niên này có vẻ tắm rửa rất là sạch sẽ rồi, không bốc mùi. Bằng dư hấu chan thì anh ta có một cái tình huống mà rất là hổ báo khi đứng luôn ở đây, cản không cho các thành viên của OG tiếp cận cái role. Miracle và Puck, mỗi người có cho mình một cái bounty rune, phần nào giúp cho họ trang trải cuộc sống ở mid. Sẽ lên bottle thôi, chắc chắn sẽ lên bottle thôi. Điều ngay nét ra để có thể cover mid lên. DJ, anh ta sẽ là phá cái màn farm rừng đến từ Enigma, và đứng chặn ở đây block luôn kèm úp ngay thanh niên Park lại. Vòi đi với Mushi. Thằng Fly đang đi tìm Creep. Creep đâu rồi? Hơi nhỏ cho anh, liên tục có những tình huống úp bắc xuống để có thể last hit deny. Bắn vào người của Miracle hơi đau thì phải, anh ta cần phải cẩn thận đẩy off vào, nhưng đẩy off không gây được nhiều dam ở những level đầu này. Và mid one không có nhiều máu, anh ta cần phải cẩn thận. DJ đang đứng ở đây, anh ta phán đoán sẽ có một con gà đi ra và sẽ là màn bắt gà trộm chó đến từ Bounty Hunter. Muốn trồng cây ngay để cắn cho mình một cái tango. Vâng, vẫn là thích trồng cây gây rừng đến từ, không, đó là Ohio. Vâng, nhìn con Thai Hunter tôi lại nhớ cái màn trồng cây của Moon. Fly thì anh ta vẫn chưa farm được, chỉ farm được 2 creep thôi. Đây có tình huống Miracle lao lên, ta bắn vào người của Ned, úp bắc lại. Nhưng Miracle đi về thôi, tôi cứ tưởng là úp bắc lại sau đó nhồng lên. Double damage. Thai này cũng biết trồng cây, tôi tưởng là có mỗi Moon thôi ở đây có tình huống đánh vào Wild rồi. Notale đã xuất hiện. Vâng, liệu có tình huống bắn slow rồi, stun vào Ohio. Wild cắn Fairy Fire lên, nhưng mà cái lá cần cũng không đủ giúp anh sống sót. DJ xuất hiện một cái rune DD, anh ta đang chém slow người của Notale và không còn stun đến từ VS, nên nhớ điều này. Vâng, và Notale anh ta vẫn drop rất là chuẩn và như vậy là đi về được. Not this time. Như vậy là một mạng stun vào đầu của Moon, nhưng không sao cả. Moon sử dụng Time Dilation, sử dụng cả Time Warp luôn. Anh ta sẽ cố last hit con creep này. Trở về với câu chuyện ở mid thì Miracle, anh ta lại là bị thịt. Park đã có cho mình mạng của Miracle. Một đều dành cho cả hai team. Và DJ có tình huống mà định ăn trộm ăn cướp ở đây nhưng mà không thành công, nhưng mà Fly rất là tỉnh bài. Ăn creep phải ăn liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha. Vâng, tình huống mà tiếp tục là chăm sóc của OD bị silent. Ned có mạng, không sao, cứ giết được nhiều vào người của OD thì bên phía của team Fnatic càng có lợi thế. Khi mà OD là một hero snowball rất tốt, anh ta mới chỉ farm được 6 creep thôi. Và cái việc mất mạng liên tiếp như thế này sẽ khiến cho bên phía của OG cần một cắt cử một support ra để có thể bảo kê cho Miracle, từ đó giúp cho Thai Hunter đi lên Roranger dễ hơn. Khi mà Fly chắc chắn sẽ không ra giúp Miracle, anh ta sẽ phải farm.
VS sẽ là người cắt cử ra, và khi đó Hunter chỉ phải đi với Drone Ranger thôi. Nếu tình huống mà DJ anh ta đang ngắm nghía rất kỹ vào người của Fly, quan sát xem trên người Fly có mặc cái gì không thì phải. Chém một người Fly phát, sau đó là tàng hình đi. Về lượng last hit thì bây giờ Moon lại là những người đứng đầu bản đồ, Moon cùng Sven. Moon vẫn đang làm rất là tốt ở cái lane off của mình. Sẽ lên cái Vladimir. Với việc chỉ phải đi solo với cả Mushi thì anh ta cũng không quá khó khăn. Ông Fly nhận thấy rừng mình có quá nhiều lâm tặc, anh ta quyết định là phải di chuyển lên top rồi. Miracle ở đây cũng tình huống tiếp tục đánh Miracle, đẩy off vào. Vâng, tiếp tục bắn vào người của Audi, và liệu có chết hay không. Rồi ôi, đuổi giáp thế này, có Nova. Nova, vẫn Nova thành công và giết được mạng của Our Devourer. Miracle anh ta chết 3 mạng rồi thì phải. Đúng rồi, 3 mạng của Fnatic đều là của Miracle. Farm 9 creep. Rồi ôi, chết giờ. Ankle đã bước 1 chân rưỡi sang đến cái D rồi. Nguy quá. Mới chỉ có level 4 thôi. Một cái bình. Rồi no tail. Rome ganh cực kỳ hoàn hảo. DJ. DJ. Anh ta là tiền đề giúp cho bên phía Fnatic đang all in. Đang all in. 4-1 dành cho Fnatic. Nét có nhìn khá nhiều mạng. Một con lick này nó xanh cũng khá là khó chịu đây. Khi mà level 6 rất là sớm đến từ Nét thì anh ta sẽ khiến những cái đợt stick và đánh combat đến từ OG trở nên khó khăn hơn với cái ulti của mình. Mushi anh ta cầm quả xoài có power trade, sẽ là cố gắng farm lên một cái hem dominator thôi. Cái style rất là chuẩn chỉ. Úp Mushi lại. Rồi bây giờ Drone Ranger xuất hiện với những nhát bắn băng giá của mình. Liệu Mushi có đi về được không? Mushi rất là dày. Lick xuất hiện rồi. Mushi hóa thần lực lên. Một stun vào đầu của Notail và đang chém vào người của Moon. Moon thì ta không có tham quát. Giết được Mushi rồi. Fly đang lao ra. Sẽ là một cái màn backup và giết Ned ở đây. Ned đã kết thúc được mạng của Moon nhưng anh ta sẽ phải trả giá đây thôi. Rồi mạng dành cho Enigma. Dominating của Ned. Ok, vậy là Enigma sẽ có cho mình lượng tiền kha khá. Crit lao ra, mid one dream co lại nhưng có stun, né stun đến từ mid one. Rồi và mid one đi về được, cực kỳ nhạy cảm đến từ Park. Dire's top tower is under attack. Moon lao ra và harass vào người của Ohio. Ăn được trụ top đến từ Enigma, bây giờ khoảng farm của Sven sẽ là ít hơn so với cả Drone Ranger rất là nhiều. DJ có những màn mà đi đảo ganh như sóc đĩa ở đây rất là kinh khủng, liên tục xuất hiện ở các điểm nóng cả ba lên, và anh ta đang khiến được cái thế trận của Fnatic rất là sáng sủa. Rồi mọi người, creep, ok. Và Bounty Hunter có mạng. Sáu ba dành cho Fnatic ở phút thứ 8 thôi. Và bây giờ Sven đang có được lượng last hit vượt trội so với các co còn lại. Chúng ta cùng xem chút về lượng network. Rồi tình huống bắt gà trộm chó thành công đến từ DJ. Làm quá tốt đến từ Bounty Hunter rồi. Network bây giờ mid one đang đứng đầu. Tiếp theo đó là Sven. Mid one ăn được khá nhiều mạng ở mid của Miracle. Một con gà đó có vẻ như đang mang cái vật phẩm có giá trị chứ không phải là gà không. Smoke đến từ các thành viên của MVP của OG và họ hướng ra khu vực mid.
Radiant's top tower is under attack. DJ. Vương đảo như giang lạc đến từ DJ. Vừa xuất hiện dưới bot ăn gà, bây giờ đã có mặt ở trên top rồi. Cào đĩa rất là chuyên nghiệp. Đẩy vào trụ mid đến từ OG, nhưng họ đang bỏ mặc cho Notale một mình ở đây. Và DJ nhìn thấy Notale, liệu có một tình huống lao vào đến từ Sven Lick không? Chém vào người của Notale, sẽ quyết định đánh vào người của Notale đây. Và như vậy phải bỏ rồi. Enigma có trụ mid, Miracle gỡ lại một chút tiền, nhưng ta vẫn quá thọt. Thọt hơn 1000 network so với Sven cũng như là Puck. Và Ranger anh ta có cho mình đó là một cái power chest, một cái hút máu thì phải, đúng rồi. Trong cái lúc mà quay cam thì đã không để ý tình huống Sven ăn ở trụ top. Mushi, anh ta có 800 tiền, cái Ham Dominator đã cộng mắc và chém lan, và tiếp theo sẽ mắc và giáp nữa. Dire's bottom tower is under attack. Vâng, bây giờ các thành viên OG họ buộc phải stick push như thế này để có thể gỡ lại lượng tiền cho Miracle cũng như là thu hẹp cái khoảng hoạt động của DJ. Và có vẻ như họ đang làm thành công khi mà Sven cần phải farm. Và các thành viên của Fnatic họ chưa dám có những cái tình huống mà lao ra đánh vỗ mặt vào OG. Rồi, nhìn thấy Chris rồi. DJ. Rồi, một sờ nhẹ rất tình cảm của người cô nàng VS và Chris nằm xuống. Lick ăn 5 mạng, 5-1. Lick 5-1-1. Vâng. Con support này có vẻ ăn hơi nhiều mạng thì phải. Thôi không sao cả, đã nhường co farm rồi. Support ăn được nhiều mạng cũng rất là tốt thôi, thì mà anh ta sẽ có tiền để lên những cái món đồ hỗ trợ hiệu quả hơn cho team. Vâng, Fnatic họ quyết định push vào cái trụ dưới bot, tiếp tục tạo khoảng trống để cho Mushi farm khi mà anh ta gần như chưa xuất hiện nhiều trong những cái đợt combat. Bây giờ các thành viên của bên phía OG cảm thấy khá là bối rối, không dám thò mặt ra ngoài lên. Vâng, sử dụng smoke. Đi đầu đó là Miracle. Nét đi vào đây thôi, tử địa dành cho Lick rồi. Sẽ là bắn cho Lick ngu người luôn. Mỗi bắn hút vài in theo đây mà. Rồi. Mạng dành cho Miracle. Mushi, anh ta quyết định lên cái Yasha trước. Sẽ farm kiếm chéo. Ông phát hiện là bãi stack Ancient. Nhưng OG hình như họ chưa đủ lực ăn thì phải. Ông quyết định là ăn rồi với trừ giáp của VS. Có Void, cái backtrack nữa. Chúng ta sẽ tank. Void có cả Vladimir nữa. Các thành viên bên phía Fnatic, họ có phát hiện ra điều này hay không? Vâng, như vậy là đã coi như là chiếm dụng tài nguyên thành công rồi. Vẫn có một chút gì đó nó hơi khớp với cái lối chơi của Fnatic, khi họ mặc dù có được lợi thế đến từ lượng network rất là lớn của Sven, nhưng chưa tổ chức được những cái đợt mà càn quét để có thể nắm top các thành viên của OG. Không sao cả, đã có smoke rồi, vừa nói là phải hành động luôn. Ông Net đang đứng dưới đồi vẫn chưa lộ smoke. Void sử dụng tham quắc rồi, mid one blink vào, blink như thế này là bị trói rồi. Hơi lỗi Dream Coin của Moon, nhưng Moon tham quắc được. Smoke fail, Moon quay lại, anh ta có úp lồng. Không, như vậy là vẫn chưa quyết định đánh check vào đầu của Moon. Vâng, silent được Moon rồi, như vậy là ném luôn thẳng cả một cái ulti vào mặt của Moon. Lick tiếp tục có những mạng thứ 6. Ok, và sẽ ăn thêm một trụ nữa đến từ Mushi. Anh ta gồng thần lực lên rồi. Các fan của Sidoto đâu? Say oh yeah!
khi mà bây giờ Fnatic đang rất gần với cái kèo 10 kill rồi. Bắt có những cái tình huống mà trêu đùa đối phương như trêu trẻ con ở đây. Bên phía của OG rất là luống cuống trong những cái pha mà để cho Park có thể ra vào combat được. Họ cần lắm những cái tình huống mà Enigma trở nên quyết đoán hơn. Rồi, sử dụng ra vớt lên và đó là mạng của voi, không nói nhiều, nô theo anh ta đi. Nó Mushi nó xuất hiện với một cái khứa nhẹ nhàng và lấy được mạng của Draw Ranger. Đối xử với phụ nữ rất là nhẹ nhàng đến từ các chàng trai Đông Nam Á. Dồn toàn bộ yêu thương vào mặt của voi, sau đó để cho Mushi một sờ rất nhẹ nhàng thôi. Mushi gồng thần lực lên, kết hợp cùng Mid One và cái giáp của Lick. Chúng ta ăn con Roshan này. Enigma đang ở đây. Miracle cũng đang ở đây. Và họ có vài không cắm Sentry ra, úp được Bounty Hunter lại rồi, nhưng nên cẩn thận. Đó là tình huống 2 đánh 4, rồi mà DJ, và DJ bị bắn đau quá. Ấy ấy, rồi chết rồi. Như vậy sẽ không ăn Roshan thành công đâu. Cái 4 thành viên của OG đang ở đây với một cái Black Hole. Và Moon anh ta bị silent. Tham có thể úp lồng chính xác của Net, nhưng ở đây thì sao, Notheo vẫn bắn được. Notheo vẫn bắn được và bye bye Net. Mid One thì anh ta bị sử dụng Time Dilation nhưng đã blink được rồi. Radiant's bottom tower is under attack. Bất ngờ có những cái tình huống mà bên phía OG đang cho thấy rằng họ vẫn còn có cửa để có thể đánh được tiếp. Mặc dù lượng network của Sven bây giờ khá là vượt trội rồi. Điểm qua một chút lượng item thì Fly có cho mình giày Thread cũng như một cái Mekan. Rồi, Mid One tiếp tục lao ra nhưng mở Mekan đến từ Fly. Time Hunter không có Ravage. Và như vậy sẽ cố gắng đuổi các thành viên OG đi về. Radiant's top tower is under attack. Sven có lượng network rất là khổng lồ so với các co còn lại. Vâng, Mushi anh ta vẫn có blink rồi. Như vậy là ba cái TP của OG đã phí phạm. Họ không thể push được mid với lợi thế Aegis. Và để cho Mushi có thể đi về được, Miracle anh ta mới chỉ có cho mình cái trống cũng như 1600 tiền thôi. Không quá nhiều đồ. Vâng, Mushi anh ta quyết định là không lên thẳng cái kiếm chéo như thường lệ, mà thay vào đó là một cái Blink Dagger. Và có vẻ như cái quyết định này tôi cho rằng là chính xác, để né những cái tình huống mà Blink và bất ngờ đến từ. Như vậy là Fly không lên Blink. Xin lỗi, tôi tưởng là Fly sẽ lên Blink cơ. Cái quyết định sẽ lên BKB. Thế không sao cả, cái Blink dành cho Sven cũng là ok. Tôi đẩy thẳng vào trụ mid và chưa có một cái dấu hiệu sẽ ra cản đến từ Fnatic. Họ quyết định là sẽ không combat trực diện bởi họ sợ một cái tình huống Black Hole đến từ Enigma cùng cái khiên Aegis của Miracle nữa sẽ là rất là khó khăn. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Vâng, smoke 4 người, vâng, smoke 3 người thôi đến từ Fnatic. Và họ quyết định làm gì đây khi có Mid One, có YO như có Lick ở đây. Liệu rằng có tình huống combo thần thánh hay không khi mà hoàn toàn đầy đủ cho mình 3 cái ulti. Net lại là người đi đầu. Nhìn thấy Crit ở đây rồi. Net bị stun vào, anh ta không kịp làm gì cả. Fly có cho mình mạng với việc giải skill 3 ra và phải đi về một cái stun chính xác. Ở đây thì sẽ đuổi theo rồi. Đã không thì đuổi theo được rồi. Có Blink Dagger đến từ Ohio.
tình huống thu phục con đệ đến từ Road Ranger và Stun. Nothel vẫn là một trong những cái player mà Micro rất là giỏi. Anh ta chơi những hero như Mippo cực kỳ hay. Và cái tình huống Stun vừa rồi đã chứng minh, mặc dù bận farm ở dưới bot nhưng mà anh ta vẫn để ý sử dụng con đệ mình trên top. Và Stun được chính xác của IO ngăn cản không cho một tình huống ập vào Ravage backup. Ông post thành công được trụ trên đến từ OG. Và bây giờ Network được kéo về bằng không rồi, với lợi thế về trụ. XP thì nghiêng về Fnatic một chút thôi, không quá nhiều, gần 1000. Rồi, Mushi anh ta có cho mình Blink Dagger và một cái kiếm chéo. Cần lắm cái BKB đến từ Mushi. Chống lại lượng đam đến từ OD. Mid One thì có 2400 tiền sau khi đã có Blink Dagger. Và anh ta có thể lên cái lốc. Một cái lốc rất là tốt khi mà có thể, khi mà voi úp lồng những người khác thì anh ta có thể lốc voi lên. Hoặc là lốc những cái mục tiêu như là Nothel hay là Miracle, ngăn cản cho việc hai cái co này có thể deal dam. Miracle có một cái Rod of Athos, một cái trống, 1200 tiền. Lượng dam bây giờ rất là thừa. Nhưng mà có VS, có Draw. Cái vấn đề của anh ta là chọn vị trí và bắn trong combat thôi. Draw thì hơi mỏng một chút, anh ta chỉ có 900 máu. Và cần rất phải cẩn thận với những tình huống áp sát đến từ Sven, đến từ Puck hay là cái Ravage khi anh ta chưa sở hữu BKB. Mushi thì đúng như cái dự đoán của tôi, anh ta đã sắp sửa lên BKB rồi. Và nếu như để Mushi có BKB thì bên phía của OG họ cần phải tính toán rất kỹ về cái lồng của Void cũng như cái Black Hole của Enigma. Không thể dùng một cách nó quá là thoải mái nữa, bởi vì chỉ cần một cái tình huống mà nhỡ thôi, Mushi anh ta chọn được vị trí đẹp và né được lồng, né được Black Hole thì đảm bảo là Draw Ranger hay là OD chắc chắn sẽ phải chết. Hai team đang quyết định chủ động chơi chậm lại và farm. Sven có cho mình 240 last hit, còn hơn cả số lượng last hit của Miracle và Drow cộng lại. Ở đây nhìn thấy Moon Blink đi, rất tỉnh táo né Moon. Moon có một tình huống Blink ra, nó sử dụng Time Warp đi về. Anh ta đang diễn cái chiêu trò gì đây, tôi vẫn chưa hiểu cho lắm. Có lẽ thanh niên thì dùng cỏ hơi nhiều thì phải. Ok, có một tình huống mà ở đây sẽ dồn vào Mushi. Có úp lồng hay không? Chưa có úp lồng. Úp lồng rồi, Mushi đang bị cô lập ở đây. Không có sự backup đến từ đồng đội. Và Mid One bất ngờ lao ra một pha recoil. Và vét được vào đội hình của OG. Và Mushi chiến thần đã chém chết được hai người rồi. Double kill dành cho Mushi. Có cái đập bóng đến từ Lick và đã giết được thêm một người của OG nữa rồi. Miracle anh ta đứng ở đây và đang bị quay. Ok, Miracle anh ta chết non rồi. Triple kill dành cho Mushi. Và các thành viên Fnatic họ sẽ push vào. Ok, Moon có chạy hay không? Moon bắt buộc phải chạy thôi. Radiant's middle tower is under attack. So far Ricard thì đó là 3.000 tiền, những 4.000 XP dành cho Fnatic. Và họ còn được quà khuyến mãi, đó là một cái trụ mid nữa. Còn gì tuyệt vời hơn. Sven có cho mình 14.000 net worth so far vừa rồi. Bắc trong tình huống vừa rồi, anh ta đánh quá hay, như từ dưới đất chui lên. Một pha Blink vào backup đồng đội, cái Dream Coil thôi, không thể chạy đi đâu được cả. Pha Ravage 4 người. Và Sven, công việc của anh ta chỉ có là lao vào càn chém, và thế là tan nát đội hình của OG.
Smoke 4 người đến từ OG và họ muốn làm cái điều gì đây khi mà bây giờ Sven anh ta có cho mình level 17. Hơn tới 5 level so với tất cả các thành viên cao nhất của bên phía OG. Ok. Mushi đang tái hiện cái hình ảnh thánh rep ở đây rồi. Di chuyển thiếu tính định hướng đến từ OG và họ không hề phát hiện ra bất kỳ một ai cả. Fast Smoke có vẻ như đang thể hiện sự bế tắc của bên phía OG. Smoke của bên phía Fnatic, họ biết rằng các thành viên của bên phía OG đang ăn Roshan. Và liệu có vào hay không? Một, anh ta úp lồng vào DJ thôi. Nhưng ở đằng sau là Tyranitar, là Park, Park. Anh ta vẫn Park lao vào nhưng không cơ được Aegis. Vậy là Park phải dùng Mushi lao vào. Cứa chết được, đó là VS rồi. Meiko đang mất cái Aegis và anh ta đang hồi sinh lại. Từ từ đã Sven chọn đối tượng, đó là Nothel. Nothel, Nothel quá mềm yếu trước những cái nhát chém của Sven. Săn tiếp vào đầu của Meiko. Rồi, ở đây thì Miracle anh ta làm gì? Miracle không còn nhiều máu và bị quay chiếc vòng vây của 5 thành viên bên phía Fnatic. 3 người của OG chết. Mặc dù là Miracle anh ta lấy được khiến Aegis, nhưng chừng đó là không đủ trước cái sức mạnh của chiến thần Sven. Cực kỳ là khát máu đến từ Fnatic. Và cái quyết định của Sven là đầy kinh nghiệm. Anh ta nhắm vào Drone Ranger trước bởi vì biết rằng Mushi sẽ chắc chắn không thể chạy khỏi trước những cái giữ chân đến từ Lick, đến từ Park. Và bây giờ thì lượng network của Mushi nó là 16.000 so với 8.000 và 8.000 của Raw Ranger cũng như là OD. Nó là bằng cả hai ông cộng lại rồi. Có run hết nữa và ở đây thì Moon sử dụng tham quát rồi. Từ từ đã, Sven đang chờ cooldown xong. Vâng, anh ta không bắt nữa rồi, anh ta đang chờ cooldown ulti. Nhưng có vẻ như nhận thấy cái thời gian đó cũng là đủ để cooldown xong Time Warp và Blink Dagger. BH lên Vanguard. Wow, bây giờ tôi mới để ý à nha. BH lên Vanguard, 1300 máu, 18 giáp, một cái mecha, một cái ơn. Bây giờ giết cái BH này cũng hơi khó. Thực sự là như vậy. Miracle anh ta đang cố gắng lên cho mình đó là một cái BKB. Park, Park thì sao? Park lên Dagon, Dagon 3 rồi. Burst Dam rất nhanh vào Raw Ranger. Khi mà hiện tại anh ta không có BKB và vẫn chưa xong kiếm chéo. 1000 máu không thể sống nổi trước cái lượng nút đam rất là mạnh đến từ Park. Và cái việc chọn vị trí của OG bây giờ đang tỏ rõ cái vấn đề. DJ, anh ta đang phát hiện ra vị trí của một thành viên bên phía OG, đó là Nothel. Rồi Moon. Moon cũng đang cố gắng lên BKB thì phải, nhưng mà Mid One vẫn chưa có những tình huống mà sẽ nhắm vào Void. Khi mà họ biết rằng tốn rất nhiều thời gian cho con Void này, họ quyết định là sẽ đi nhằm vào những cái mục tiêu nó tốn ít thời gian hơn và để giúp cho họ có được cái đường vào nhà của bên phía OG. Giết một con voi bây giờ nó chưa giải quyết quá nhiều vấn đề khi mà creep dâng chưa cao và họ chưa thể thực hiện push được. Glimmer kết dành cho Lick. Level 11 rất là ok. Bộ đội support của bên phía Fnatic trận đấu này tôi đánh giá chơi tuyệt hay luôn. Họ khiến cho Miracle thọt, họ cũng khiến cho Nothel thọt luôn. Vâng, ở đây một tình huống mà Blink đến từ Mid One. Mid One quá nhanh tay. Void sử dụng được Time Dilation rồi, nhưng mà anh ta không thể nào mà nhắm vào người Park được. Crit cũng bắt đầu tham gia đi lên khu trên top này. Nhưng ở đây có Ohio. Stun được vào đầu của Mid One. Void ụp lồng nhưng có Ravage lên, Ravage muộn màng rồi. Và bây giờ Ohio anh ta phải bỏ chạy. Sử dụng Time Dilation lên, Ohio bị slow nhiều quá, bắn vào đến từ Miracle và sẽ là hai mạng dành cho OG. Bất ngờ quá, nhưng ở đây thì sao Sven, anh ta khứa chết Fly. Rồi,
Combat vẫn là lãi tiền cho OG, nhưng họ mất Enigma trong cái thời điểm mà bên phía của Fnatic họ sẽ push vào trụ bot. Enigma, anh ta không có buyback, tắc buyback để đẹp. Sven Blink đi, vẫn rất là tỉnh táo, căn thời gian ulti cực kỳ chuẩn. Đang lên cái Hyperstone, đã có một cái Hyperstone và sẽ lên cái Moonshot. Khi mà lượng giáp ở trong game đấu này hoàn toàn là đủ với cái búp giáp của Lick và cái cồng giáp của bản thân anh ta. Moonshot là một lựa chọn hợp lý hơn rất nhiều so với giáp xương. Assault Cuirass. Grow Ranger anh ta đang nghĩ đến việc lên BKB. Vâng, như vậy là Mushi lại quyết định lên một cái Asakuras. Lượng giáp bây giờ là quá lớn và tôi tự hỏi rằng những cái hit đam tay đến từ Grow Ranger có còn thấm hay không? Khi mà bây giờ đó là 14 cộng với 22, đó là 36 giáp. Chưa kể một pha gồng thêm 20 giáp nữa. Ok, vẫn là lên đồ cực kỳ là châu chó đến từ Mushi. Anh ta sẽ tận dụng tối đa cái sức mạnh của mình để càn lướt. Bounty Hunter vẫn chưa có thêm món đồ gì cả. Gà đang mang một cái món đồ ra và tôi nghĩ đó sẽ làm cái Van 2, cái Crimson Guard. Enigma anh ta có BKB, có một cái mechanism, nhưng cái quan trọng nhất để có thể tiếp cận combat đó là gì? Đó là Blink Dagger, thì anh ta không sở hữu nó. Và bây giờ bên phía của OG vẫn phải chơi thụ động và chờ đợi những cái pha di chuyển sai lầm đến từ Fnatic, chứ không thể nào mà chơi một cái chủ động được. Thay Hunter anh ta đang lên Shiva thì phải. Vâng, như vậy chính xác cái dự đoán của tôi đó, lên Crimson Guard. Block được khá khá đam. DJ có tình huống là lấy được side của Enigma rồi, nhưng không có thành viên nào của Fnatic ở đó và anh ta sẽ buông thôi. Fnatic có lẽ họ đang chờ đợi một cái khiên Aegis nữa dành cho Mushi. Khi đó sẽ là push tổng lực vào nhà của OG. Lượng net worth bây giờ nó là 21.000, vẫn bằng hai ông co bên phía OG cộng lại. Farm gấp đôi người khác, cái này thì sao chơi. Vẫn có những cái tình huống mà nhìn đều ở đây đến từ DJ thôi. Anh ta cứ nhìn mà không làm gì cả, check vào đầu của Moon. Farm walk về, như vậy là không có chuyện gì xảy ra cả. Sven anh ta săn gà thành công. Rồi con gà không mang đồ, nhưng không sao cả, săn được một con gà cũng sẽ mang lại được lượng tiền, cũng như là delay những cái màn mà mang item ra tiếp ứng đến từ OG. Deward được, Crit đã deward được rồi. Và bên phía của Fnatic họ sẽ lại lùi lại thôi, khi không có tầm nhìn của Enigma. Smoke 5 người đến từ OG. Và đây sẽ là một pha cực kỳ đáng chờ đợi. OG muốn làm một cái điều gì đấy, muốn một điều kỳ diệu xảy ra. Và liệu Miracle có mang lại điều kỳ diệu này không? Không, như vậy là các thành viên Fnatic họ lại đi xuống bot. Di chuyển quá tỉnh táo và tinh quái. Một pha smoke lỗ. Mất smoke mà không làm được bất kỳ một cái điều gì. Chắc chắn sẽ không làm được bất kỳ điều gì rồi. Fuck, anh ta đứng một cái vị trí nó gọi là quá kín. Ba mươi ba phút rồi, 18 kill dành cho Fnatic và chỉ có 9 kill dành cho OG thôi. Network bây giờ nó sẽ là hơn 10.000 dành cho Fnatic, còn XP thì sao, đó là hơn 12.000, cũng không nhiều lắm đâu. Với một cái tên đó là Miracle, điều kỳ diệu, anh ta có thể làm nên điều kỳ diệu mà. Park đang cố gắng lên một cái gậy xanh thì phải, khi nhận thấy Draw Ranger cũng như là OD có BKB, anh ta quyết định lên một cái gậy xanh để có thể Dream Coin giữ chân các thành viên của OG ngay cả trong farm BKB.
để cho Sven có thể lao vào và không mất quá nhiều thời gian đuổi theo người này, đuổi theo người nọ, bị vần vò trong combat nhiều. Anh ta sẽ là đánh trực diện được. Và khi đó thì sức mạnh của Sven sẽ phát huy tối đa. Các thành viên của OG tại sao không tách nhau ra là farm tiếp đi, mà cứ có những cái tình huống stick mà không làm gì cả thế này. Và các cụ của cậu là nhàn cư vi bất thiện, cứ stick mà không làm gì cả thế này thì kiểu gì cũng là gặp tai họa thôi. Trong khi đó thì Mushi vẫn đang tiếp tục là tàn sát những cái đợt creep đẩy lên. Đã lên xong cho cả mình cả một cái AC nữa rồi. Tyhunter thì có Shiva. Miracle, người ta đang cố gắng lên cho mình cái Hex thì phải. Rồi mở lòng và được Mushi. Lượng đam có là đủ hay không? Enigma sẵn sàng vào Black Hawk. Silent được vào Ohio rồi. Nhưng Ohio, anh ta vẫn chưa sử dụng Ravage được dẹp. Nhưng đó là hai cái BKB đến từ OG. Zona 1, Black Hawk được vào Mushi rồi. Nhưng bị cancel Black Hawk thì phải. Đó là cái ném multi đến từ Link. Và Mushi, anh ta vẫn đang quay trong combat. Nô thêm không còn nhiều máu. Master Kill dành cho Mushi. Đuổi theo, Mid One xuất hiện lấy được mạng của Benevolent Spirit. Ở đây thì có tình huống sẽ là dồn theo hai thành viên này hay không đây. Vâng, như vậy là ném toss thôi và đi về. Đổi một Tyhunter, lấy hai người bên phía OG đổi lãi rồi. Mình còn đuổi thêm một và đà gồng và cái mạng không toàn bảo toàn được đến từ Moon. Quá phũ phàng đến từ Bắc rồi. Cực kỳ lạnh lùng và Mushi, anh ta lợi dụng cái tình huống mà hai core hero với OG chết, tiến vào lấy cho mình khiên Aegis và sẽ tổ chức push ngay sau đây thôi. Cắn Moonshot vào và nhặt Aegis. Rất là easy dành cho Fnatic. Tôi nói không có sai mà. Phô mai được cầm bởi Park. Với cái phô mai này thì khả năng bắt con Park gần như bằng không. Nếu như không thể nào mà Black Hole trúng. Giáp Black Hole trúng Park cũng cực kỳ khó khi có face shift của Blink. Và nếu dùng hớ thôi thì có thể sẽ là màn tai họa đến từ OG. Black Hole còn cooldown thì tận 116 giây. Black Hole có thời gian là 4 giây. Trong khi đó face shift đó là 3,25 giây. Hoàn toàn có thể giữ chân được Park trong khoảng gần 1 giây. Khá là nhiều. Bounty Hunter có cho mình 2.100 tiền, anh ta vẫn chưa quyết định lên item gì tiếp theo. Cái Blink Dagger hoàn toàn ok, khi anh ta có thể sử dụng Track sau đó Blink về bảo toàn cái mạng của mình. Enigma anh ta để tiền buyback thì phải khi chưa quyết định mua Blink Dagger. Món đồ rất cấp thiết như vậy mà Fly anh ta quyết định không lên, nhất quyết là chưa lên. Thèm lắm rồi nhưng vẫn chưa ăn. Rồi nhìn vào con voi, voi anh ta có gậy xanh, cái Blink Dagger Vladimir. Phút 37, như này không phải là quá nghèo đâu khi mà voi đi off lane thôi. Nhưng mà lượng đam đến từ Draw Ranger bây giờ là không đủ, hoàn toàn không đủ với chỉ cái Yasham, cái BKB với hút máu như thế này. Ông Fnatic thì họ có đầy đủ cho mình những cái ulti rồi. Còn OG họ thiếu đi Black Hole, họ sẽ không đép cái trụ này. Chắc chắn là như vậy, Mushi có cho mình một trụ, anh ta tiếp tục lùi về. Ba mươi tám phút rồi, các thành viên Fnatic họ lấy được toàn bộ trụ ngoài của bên phía OG. Dire's bottom tower is under attack. Bây giờ Draw Ranger anh ta cần thêm rất là nhiều đam nữa, cái lượng đam này hoàn toàn là không đủ với pha áp sát đến từ Sven hoặc là từ Tyhunter thì anh ta mất hoàn toàn lượng đam từ ulti. Farm 437 creep. Mushi đang farm quá là tuyệt vời. Farm vượt cả thời gian rồi. Thông thường một carry chuẩn đánh trong competitive thì lượng farm của anh ta, số lượng creep sẽ bằng số phút nhân đến 10. Ở đây anh ta còn farm hơn cả 380 creep. Con số khổng lồ. Radiant's top tower is under attack. Deny được trụ đến Enigma.
vâng, vẫn có những cái tình huống mà bên phía của Fnatic họ hơi chần chừ, họ không quyết định là sẽ đi về thẳng hay là sẽ đánh luôn, họ dừng lại một hai nhịp, khựng lại khá lâu. Có lẽ cái vấn đề ở đây họ vẫn sợ rằng bên phía OG có một cái khả năng lật kèo nhỏ nhoi cái Black Hole. Miracle anh ta có cho mình 2.000 tiền, chưa đủ để mua bất cứ một cái món đồ gì thêm. Sven đang lao vào, nhưng ở đây chỉ có một mình BH, không đã có lick rồi. Hunter cũng như Park có thể tiếp cận combat từ rất xa cái Blink Dagger của mình. Liệu Mushi có tình huống mà cảm tử hay không? Anh ta đã đứng ở đây rồi. Time Dilation trượt đến từ môn. Và như vậy là Mushi sẽ tiếp tục chờ đợi Chris thôi. Cực kỳ căng ở đây. Fnatic họ có lợi thế rất lớn, chỉ cần một pha lỗi thôi thì đảm bảo game này sẽ thành 50-60 phút luôn. Blink vào stun chính xác rồi, có swap lên cái va vết, va vết được Fly. Fly không kịp bật BKB, Fly bật BKB rồi, có Black Hole. Nhưng Miracle không còn nhiều máu ở đây, Mushi có hotline. Ôm lồng trượt Mushi, vẫn úp vào, chỉ được một mình có hai ô thôi. Và Mushi ta khứa chết được cả Miracle rồi, Miracle phải buy back. Có stun vào người của Moon và sẽ tiếp tục chém trụ đến từ Mushi. Vâng, Moon bay ra, cái gì cơ? Đã chém xong trụ rồi, Miracle buyback và đang bắn vào người của Ohio. Mushi còn khiến Aegis thì phải, vâng, mất Aegis rồi. Nhưng các thành viên của bên phía Fnatic, Leo và backup cho carry của mình không? Blink được rồi, quá tuyệt vời đến từ Mushi. Và kết thúc được mạng của Rollinger, Thayhunter có mạng. Blacker vào người của Mushi nhưng đá bóng của Lick rồi. Mở ulti ra đến từ Miracle, cấu được lượng máu rất lớn đến từ Mushi. Mushi chết, nhưng ở đây thì sao? Miracle anh ta vẫn có cho mình những cái mạng. Double kill dành cho Fly và buyback đến từ Sven. Sven hình như có TP. Sven TP lên rồi, mua cho mình thêm cái Crystalade. Anh ta tiếp tục cào cấu với trụ rồi. Swap được Mushi lại, Mushi không có BKB và anh ta nên cẩn thận trong tình huống này. Stun được vào đầu của Moon, có Silent Moon burst down cực kỳ mạnh đến từ mid one, lấy được mạng của Moon rồi. Nhưng bắn đau quá, Miracle anh ta lao ra. Anh ta lao ra, bốc Glimmer Cape dành cho Mushi và tất cả đang lùi lại. Từ từ đã, Mushi anh ta lùi về rất sâu rồi. Miracle lấy được mạng của thanh niên Lick và ở đây thì úp lồng được vào mid one. Ok, Fnatic vẫn chưa thể nào lấy được một lane của bên phía OG. Tốn cho mình cái buyback của Mushi. Vâng, đánh nhau chết rất nhiều, buyback rất nhiều và lượng tiền nó chỉ là 297 gold dương thôi. Cực kỳ căng thẳng rồi. Trong cái tình huống mà suýt chút nữa thôi, nếu như Sven anh ta nhắm vào Enigma, anh ta lại chọn nhắm vào đó là con VS. Hunter một tình huống mà Ravage cực kỳ chuẩn xác và bất ngờ khiến cho Enigma không thể bật được BKB. Và nếu Sven nhắm nó vào Enigma trong tình huống vừa xong thì có lẽ sẽ là Zip OG thôi. Vẫn chưa ngã ngũ, kèo đấu cực kỳ căng. Moon anh ta cầm cho mình đó là hai cục gem, hai viên xá lị. Vâng, hình như là nó không có mặt, cũng không có mắt luôn, mang gem mà làm gì nhỉ, có nhìn được đâu. Hoàn thành Delalus dành cho Mushi. Hiện tại cái việc không có cho mình được một cái item để hút máu thì khiến cho Mushi vào trong combat, anh ta không có BKB thì không thể làm gì được. Khi mà lượng đam đến từ OD cũng như cái việc mà giữ chân được Mushi trong combat bây giờ là có. OD có cho mình cái Sire Vice, lượng đam cực kỳ lớn. Đó là gần 300 đam, hơn 300 đam luôn. Cũng kinh khủng đấy. Và kèo này còn rất là căng. BKB cũng như Linken dành cho Enigma. Wow, lên Linken. Lên Linken để làm gì nhỉ? Nhất quyết không lên Blink Dagger luôn cơ mà.
sẽ là chờ đợi những tình huống bơi vào đến từ Thai Hunter cũng như từ Sven, sau đó sẽ Black Hole để phản công thôi chứ không mở combat. Họ có Moon để mở combat rồi. Và thôi thì cái quyết định này của thanh niên Fly tạm chấp nhận được khi mà OG vẫn đang là dép rất là dẻo dai. Park có gậy xanh và 2.400 tiền. Đẩy off vào nhưng vẫn chưa làm lộ smoke được của các thanh niên OG. Net liệu nhắm vào net không? Ở đây cũng tình huống blink và sử dụng time dilation thôi, vẫn chưa xác định úp lồng. Dream coin vào nhưng Dream coin một người thôi, và như vậy là phí cái Dream coin rồi. Moon đi về được. Các thành viên của OG bắt đầu câu kéo những cái skill đến từ Fnatic. Và bảng buyback bây giờ chỉ còn có mỗi duy nhất Park. Anh ta là sáng đèn trên bảng buyback thôi. Ranger có cho mình một cái, vẫn là những món đồ như vậy thôi, một cái kim chéo, một cái BKB và một cái mặt nạ hút máu, không có gì nhiều cả. Vẫn tiếp tục là farm đến từ hai bên. Bên phía Fnatic bây giờ họ lại bị đẩy vào thế phải chống đỡ một chút khi mà creep và ba lên dâng lên cao, cũng không dám thò mặt ra nữa khi mà voi hoàn toàn đã sử dụng một pha úp lồng để cho OD burst down. Và bên phía Fnatic nếu đi họ để bị thiếu người thì họ rất là khó đánh. Bởi vì sao? Bởi vì Bounty Hunter không phát huy được tác dụng trong combat quá nhiều. Còn họ nếu họ để mất một trong bốn cái người còn lại thì bên phía của OG hoàn toàn có thể push vào. Moon liên tục có những tình huống trèo đèo lội suối, thịt đúng hơn con gà trong tình huống này. Vâng, không hiểu là may mắn hay là tình huống nhạy cảm đây. Tham quắc lên đồi, một hit đập chết luôn con gà. Vâng, và có thịt gà dành cho các thành viên OG. Như vậy là tăng thêm một chút năng lượng. Đánh một cái game 46 phút mà bị ép như thế này thì thêm một chút thức ăn thôi cũng là thêm được rất là nhiều năng lượng để có thể tiếp tục chinh chiến. Cầm Roshan đến từ Audi. Format vẫn chưa được cầm bởi các thành viên OG. Như vậy là Enigma cầm Format con bọc cười rồi. Notel đang tích cho mình được 2.800 tiền, có lẽ sẽ là xếp buyback. Thai cũng có 2.800 tiền. Và món đồ anh ta cần lên ở đây đó là một cái Refresher. Mushi bây giờ thì hoàn toàn là full đồ, anh ta không thể thay thế được nữa rồi. Nếu không có Blink Dagger thì tôi đảm bảo không đánh được luôn. Nếu mà bỏ Blink ra lên đồ khác thì hứa luôn là Mushi không bao giờ có thể sờ vào người của Drawranger hay là OD được. DJ lên Vladimir, một cái món đồ để cho Mushi có thể hút máu lại. Moon anh ta vẫn là đứng từ trên đồi nhìn xuống. Thế trông rất là hùng dũng nên từ Moon blink xuống rồi. 2.800 tiền thì cho Moon. Chưa biết là nên lên thêm món gì. Farm mãi cũng không phải là cách. Khi mà Fnatic họ cái carry chính họ đã full đồ rồi, và nếu để cho OG farm thêm bên phía Fnatic là những người bất lợi. Rất là khó ở đây. Track được vào đầu của OD nên nở OD của Aegis. Mở Shiva là blink rất là hùng dũng mà chỉ để farm thôi. Mushi một stun cửa như vậy thì sao chơi đây. Một phát là VS nằm xuống luôn. Ở đây có tình huống úp lồng của Mushi ở đây. Có follow up đến từ OG hay không? Đồ theo xuất hiện rồi. Nhưng mà Mushi hơi dày thì phải silent Mushi. Mushi bật PKB lên và sẽ có đánh ngược. Park xuất hiện rồi. Park xuất hiện nhưng Mushi chết. Và Park không thể nào mà tiếp cận được nữa. TP đến từ net.
Nhưng có tình huống pass hay không? Không pass. Hơi đen. Miracle. Anh ta vẫn đang dược theo thôi. Không có Blink Dagger, không có Fox Star hay bất kỳ món đồ cơ động nào cả. Rồi, và Mushi, anh ta lại chết. Khiến cho cái game đấu này dài ra rất là nhiều. Và bây giờ đã là 11 giữa đêm rồi. Đùa. Tôi thề là bên phía của Fnatic họ lầy quá mức cho phép và bây giờ họ đang phải trả giá. Đống phép màu đang xảy ra thì phải. Đến từ cái tên Huyền Diệu. Cô gái xấu xí Huyền Diệu. Miracle. Dire structures are fortified. Push trụ. Sven. Anh ta có buyback mà không dùng. Như vậy thì có khả năng cao là một lane dành cho phía OG. Không silent được vào Miracle. Nhưng từ từ đã. Có một tình huống mở BKB đến từ lâu theo. Anh ta mở BKB và không vào combat. Ok, why BKB? Úp lồng hai người đến từ Moon. Và bây giờ thì Void, anh ta đang chứng minh rằng mình là một trong những offlane hay nhất thế giới rồi. Ở đây có một cái giải skill 3 ra, nhưng Park vẫn mở lình được. Ok, nhưng lấy mạng của Bounty Hunter cũng là ổn. Và Miracle anh ta được đưa cho đó là một miếng format, cắn format và hồi đầy máu, tiếp tục push vào. Thai Hunter mở Shiva ra nhưng không thể cản được. Một lên dành cho OG. Và bây giờ thì tôi muốn thấy cánh tay của các fan OG nào. Network bị kéo lại từ 15.000 xuống chỉ còn là hơn 5.000 thôi. XP thì đó là dưới 4.000 rồi. Và kèo này tôi nghi ngờ một pha lật kèo rất là rõ ràng đến từ OG rồi. Tyranter có cho mình Refresher. Vâng, và Void có cho mình Asao Kiras. Void bây giờ rất là tanh, 2.100 máu với lượng giáp là 35. Chưa kể đó là Tham Quắc, Blink Dagger. Crit sử dụng Glimmer Cape. Và anh ta đang đi vào. Chưa nhìn thấy bất kỳ mục tiêu nào cả, như vậy là phải đi ra. Đi ra rồi lại đi vào. Void thì anh ta cứ lên đồi rồi lại xuống đồi. Các ông này của OG trông có vẻ rất là buồn cười. Nhưng mà lại đang đạt được độ hiệu quả. Khi mà các thành viên Fnatic bây giờ đánh rất là khó, không dám ra khỏi nhà nữa. Cái trận đấu nó... Vâng, Moonshot dành cho Miracle. Sau trận đấu này thì có lẽ rất nhiều người sẽ tin vào điều kỳ diệu đây. Khi mà đã có những lúc Sven, anh ta farm với lượng network bằng 2 core của bên phía OG cộng lại. Nhưng bây giờ thì sao? Một lên dành cho OG. Và các thành viên Fnatic họ đang bối rối trong cách triển khai lối chơi tiếp theo. Tôi nhìn thấy một cái Ice Cardi. Ice Cardi dành cho Nothel. What the hell. Thôi thì cũng được. Nhưng mà nếu mà lên Ice Cardi như này, tại sao từ đầu cộng skill 1 làm cái gì? Cộng nhiều làm gì, cộng một điểm thôi. Ở Crit, anh ta sẽ nhắm vào mid 1 ở đây. Swap được mid 1, hack được mid 1 lại ở mid 1. Bye bye Park ở đây và rồi anh ta có buyback hay không? Chúng ta cũng check xem, 5k tiền thì chắc chắn nó có buyback rồi. Nhà giàu tiếc gì có lợn con, chết một mạng thôi. Còn toàn là ok.
OG họ vẫn tiếp tục là chưa vào, lầy lội quá mức rồi. Ăn được màn của Park 81 giây, tại sao không sổ vào ép một cái buyback sau đó đi về. Vâng, tôi vẫn có cảm giác là hai đội này đang muốn chơi tôi thì phải. Nhưng bây giờ nó đã là gần 12 giờ rồi. Nóng quá, nóng quá. Rõ ràng là mùa xuân vẫn còn rất là dài mà tại sao lại nóng thế này? Rồi tình huống Androsan ở đây ăn nhanh quá và có smoke đến từ Fnatic. Họ chưa vào nhưng họ nhận thấy ăn xong Roshan. Awa đi vào và cầm kill Aegis. Và các thành viên của bên phía Fnatic họ lại phải lùi về thôi. Dần già thì có vẻ như Sven đang tỏ ra hơi yếu đuối so với cái mark chiến thần của anh ta. Chói vào người của IO rồi nên cẩn thận ở đây. Con bắn slow đến từ Notel. Úp lồng được ở đây rồi nhưng ở đằng sau thì sao? Mushi cứa vỡ được Aegis và anh ta đang dồn theo và đang đuổi theo. Một pha Raven trúng được Notel cũng như là một Refresher Raven 2 lần và một anh ta chết. Notel đang bị check vào Hour đi vào và bắn chết được Sven ở đằng sau này. Sven buyback ra những 106 giây dành cho Void. Và các thành viên của bên phía OG lại phải lùi về. Bây giờ network thì có xem cũng không thành vấn đề nữa đâu. Khi mà từ từ đã đuổi vào Crit, có slow đến từ net. Mở Shiva làm Blink sử dụng quay tay đến Tidehunter. Nhưng mà đó là một cái bẫy rồi. Tidehunter, anh ta bị silent, anh ta bị bắn vào. Ranger vẫn sử dụng trưởng 1 sau khi qua Ifskadi. Các bạn hãy nhìn đây. Rồi vẫn chưa giết được Tidehunter. Bao tiên ta lấy được mạng của Crit vào đây. Thì Moshi buyback ra anh ta lấy được mạng của Notel. What the hell, Notel chết rồi. Từ từ Notel có buyback, có cheese nhưng không kịp dùng. Và 2.200 tiền cũng như gần 3.000 XP để Fnatic họ tiến thẳng vào lane mid của đối phương. Không có Aegis của Miracle, có ulti nên cẩn thận, các thành viên OG vẫn còn nguyên cái bộ combo ulti các kiểu các thứ nữa. Vâng, cái bài hát nó gọi là tại sao lâu quá có thể sẽ được sáng tác bởi tôi sau cái game đấu này. Vâng, và bây giờ thì có vẻ như cái lượng view nó là 2.900 rồi và tôi rất muốn nhìn thấy một cái váy của anh Mỹ. Game đấu hãy dài ra thêm một chút, mặc dù tôi có thể sẽ phải về rất là muộn. Vâng, mà nếu anh Mỹ không thực hiện cái lời hứa là mặc váy khi mà đạt 3k view thì bây giờ anh sẽ có một cái nickname khác ngoài cast, có một cái danh hiệu khác ngoài caster cao tuổi nhất làng Dota 2 Việt Nam thì sẽ là một caster mà thất hứa nhiều nhất Dota 2 Việt Nam. Rồi mid one ở đây, anh ta sử dụng nhưng bị hack rồi. Sử dụng được silent vào nhưng Miracle bắn cực kỳ đau mặc dù không có skill 1. Một cái hack, một cái rot atos và lượng đam cực kỳ lớn đến từ sói như aura của Drow. Kết liễu được Park
và Mid One. Từ từ đã, vâng, Mid One anh ta có cho mình buyback. Mid One có cho mình buyback. Vâng, Mushi anh ta lên giày bay 2. Tôi nghĩ Mushi nên đổi sang kiếm và tôi muốn nhìn thấy một cái Divine Rapier ngay bây giờ. Trận đấu đang kéo dần đến phút 60 rồi. Và bên phía của OG họ quyết định sẽ vào nhà của Fnatic. Vâng, Sven bàn kiếm chéo rồi. Anh ta lên Refresher. Ok, 2 lần BKB, 2 lần ulti. Và liệu Sven có làm nên chuyện ở đây không? 2 Hunter Raver chính xác một cứu người của Mushi. Mushi đang cứu một người Chris, xin lỗi các bạn. Nhưng Swap được cứu được Miracle đây. Miracle bật BKB được lên rồi. Fly anh ta chưa sử dụng Black Hole. Vâng, Nothel đang bắn một người của OIO. Mushi mở cho mình thần lực lên nhưng bị Black Hole cancel được Black Hole rồi. Mushi đang quạt cực kỳ đau vào người của Fly. Fly chết, double kill dành cho Mushi. Unstoppable của Miracle, nhưng Miracle anh ta không còn nhiều máu, anh ta chết rồi. Và các thành viên của Fnatic họ sẽ tiến thẳng vào thôi. Moon đang bị kẹt ở đây. Moon anh ta tham quắc xuống để làm gì nhỉ? Triple kill dành cho Mushi. Vâng, và Mushi, chiến thần của chúng ta đã có một quyết định cực kỳ hay khi lên đó là một cái Refresher. Hai lần của ulti của anh ta với lượng đam quá lớn, nó quét sạch toàn bộ những cái hero bên phía của OG. Và tiến vào thôi, Fnatic ơi. Vâng, còn thiếu một chút view nữa thôi. Chỉ còn 40 view nữa thôi, anh em cố gắng share đi. Không hai anti-mage, không stack, nhưng đó là hai lần anti-mage của Mushi. Anh ta anti một lần hết, sau đó anh ta anti lần thứ hai, và đó là hai lần BKB nữa. Tất nhiên các thành viên OG còn nguyên buyback, nhưng Enigma có Refresher. 7 giây nữa anh ta ra, nhưng các thành viên Fnatic vẫn sẽ phải vào trong tình huống này, không thể nào không vào được. Bắt buộc phải vào để ép Miracle buyback. Đó sẽ là cái tiền đề để cho Fnatic sau khi thắng được một con bát tiếp theo thì họ sẽ có cơ sở để vào nhà của OG. Vâng, hóa thần lực lên đến Sven. Chém thôi. Radiant's bottom tower has fallen. Chưa có dấu hiệu sẽ ra đép đến từ OG. Vâng, ra rồi. Bây giờ Miracle chỉ còn 6 giây và các thành viên của Fnatic họ rút chạy. Game đấu này chắc chắn sẽ còn tầm khoảng 20 phút nữa nếu như không có gì bất thường xảy ra. Vâng, chỉ còn 2 view nữa thôi. Tôi sẽ phải chụp lại màn hình. Vâng, mà anh em nào đã nhìn thấy con số 3.000 viewer thì hãy chụp lại màn hình ngay hôm nay và post lên tất cả các group Dota có sự xuất hiện của thanh niên Mỹ Bướm. Ok. Vâng, bây giờ sẽ gọi là Mỹ Váy. Rồi, vui vui một chút về ngoài lề vậy thôi, khi game đấu đang trở nên rất là tẻ nhạt ở đây. Chúng ta sẽ xem là Sven, anh ta sẽ còn làm được thêm điều thần kỳ lần thứ hai nữa hay không. 8.000 tiền rồi. Invisibility.
Nhưng mà liệu có một tình huống đánh ở đây đến từ Fnatic hay không? Họ blink về rồi. Mid One đã blink về. Miracle với việc người ta không lên những cái item áp sát thì cái việc mà bắt vào Puck cũng rất là khó khăn. Vẫn Divine dành cho Sven. Ok, bây giờ mới là cái màn hấp dẫn đây này. Divine Rapier dành cho Sven. Vẫn còn đủ tiền buyback thì phải. Và sẽ là sử dụng xong RO. Nếu có chết buyback ra cầm Divine vào và quất tiếp. Vâng, đã có một thanh thượng phương biểu kiếm cắm ở nhà của Fnatic rồi, đánh dấu cho quyền lực của Bushi. Bây giờ tôi cần chứng kiến tình huống combat thắng đến từ Fnatic. Rồi, quả vết vào không khí. What the fuck. Và bây giờ các thành viên Fnatic còn phải bỏ chạy thôi. Lồng được vào Mushi rồi. Mushi, anh ta bị dồn đam quá nhiều và Mushi chết rồi. Ở đây thì đánh tiếp một người của DJ mở ulti ra. Miracle có triple kill. Và điều kỳ diệu đang xảy ra rồi. Có Dreamcore được vào người Crit nhưng đó là không đủ buyback rồi đến từ Mushi. Và đây sẽ là khoảnh khắc chúng ta được chứng kiến khai trương Divine đến từ Sven. Rồi và cái game đấu này kết thúc đi thôi. Tôi đang cực kỳ đói khát ở đây. Khi mà đã làm việc cân lực trong vòng 6 tiếng rồi. Nước cũng không còn nhiều nữa. Vâng, và bắn liên tục vào trụ đến từ Notel. Họ ăn được một Rex. Vẫn chưa vào đến từ các thành viên của Fnatic khi họ biết rằng đằng sau đó có lồng của Moon, có Black Hole của Enigma. Dire's structures are fortified. Tôi cần một chiến thắng đến từ OG để kết thúc cái game đấu này. Thực sự bây giờ Fnatic cửa thắng họ rất là thấp rồi. Và nếu Fnatic win combat thì sẽ lại là một game đấu cực kỳ dài. Rồi, Notel mở BKB lên và tiếp tục là gọt vào trụ. Miracle cũng ra, Mushi bị hack. Vâng, úp lồng của Mushi ở đây. Nhưng úp lồng cả Miracle nữa và ném bóng đến Drake rồi. Mushi ta sống ra rồi, đang khứa cực kỳ đau. Black Hole vào đầu Mushi. Mushi chết rồi, không có buyback đến từ Mushi. Và rời Divine Rapier. Người nhặt được là